kính mời quý khán giả theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai Thưa quý vị, tổng thống Argentina Javier Milei hôm qua cho biết ông đánh giá cao việc hạ viện nước này thông qua luật cơ sở nền tảng pháp lý quan trọng để chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách cải cách nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng. Tổng thống Milei nói quyết định của hạ viện là bước ngoặt lịch sử đối với quốc gia và chính phủ sẽ cải cách triệt để chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ông Milei nhận định sau nửa năm kiên trì theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng, Argentina đã loại bỏ hoàn toàn thâm hụt ngân sách và hướng tới đạt thặng dư. Ông đồng thời cho biết trong giai đoạn tiếp theo, chính phủ sẽ thắt chặt việc phát hành đồng nội tệ trong nỗ lực kiểm soát siêu lạm phát ở mức cao nhất thế giới, lên tới gần 290% một năm trong tháng 5 vừa qua và ở mức 211% trong năm 2023. Cơ quan thống kê Canada hôm qua công bố dữ liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng trưởng đạt kỳ vọng trong tháng 4. Theo cơ quan thống kê Canada, GDP tăng 0,3% trong tháng 4. Mức tăng này nằm trong dự báo của các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Reuters. Tăng trưởng trong tháng 4 của Canada chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của cả lĩnh vực bán lẻ lẫn bán buôn với các mức tăng lần lượt là 3,5% và 2%. Ngoài ra, lĩnh vực sản xuất tăng 0,4% và lĩnh vực khai khoáng, khai thác đá và khai thác dầu khí tăng 1,8%, cũng góp phần vào mức tăng trưởng GDP của Canada trong tháng 4. Theo đánh giá của cơ quan thống kê Canada, tăng trưởng GDP tháng 4 cho thấy nền kinh tế nước này trong quý 2 có thể tăng trưởng vượt mức dự báo của ngân hàng trung ương là tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, Văn phòng thống kê quốc gia Anh hôm qua công bố dữ liệu chính thức cho thấy GDP của nước này trong 3 tháng đầu năm nay tăng 0,7%, cao hơn 0,1% so với mức ước tính trước đó. Đây là mức tăng khá khiêm tốn, song cho thấy nền kinh tế Anh đã thoát khỏi tình trạng suy thoái kỹ thuật trong ngắn hạn. Tăng trưởng của Anh trong quý đầu tiên là nhanh nhất kể từ quý cuối cùng của năm 2021 và quý thứ hai của năm nay có vẻ cũng khả thi, khi ngân hàng Anh dự báo GDP sẽ tăng 0,5%. Nền kinh tế Anh đã gặp khó khăn do không chỉ bị tổn thương bởi đại dịch, mà còn bởi lạm phát gia tăng trên toàn thế giới và xung đột thương mại sau khi nước này rời Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hôm qua công bố đánh giá hàng năm về nền kinh tế Na Uy cho thấy, nền kinh tế Bắc Âu này sẽ tăng tốc bắt đầu từ cuối năm nay khi nhu cầu tư nhân phục hồi được hỗ trợ bởi thu nhập thực tế cao hơn. IMF dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Na Uy ở mức 0,8% trong năm nay. Theo IMF, mặc dù các lỗ hỏng hệ thống của nền kinh tế Na Uy vẫn còn nghiêm trọng, tuy nhiên nhu cầu tư nhân đã phục hồi, hệ thống tài chính vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi bộ đệm hệ thống ngân hàng mạnh mẽ. Vì thế tài chính vẫn mạnh và lập trường chính sách tài khóa mở rộng. Về chỉ số lạm phát trong tháng 5, lạm phát ở Na Uy ở mức 3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương. IMF dự báo lạm phát sẽ giảm về mục tiêu 2% vào năm 2026. Các ngân hàng hàng đầu của Mỹ hôm qua công bố kế hoạch tăng cổ tức quý 3 sau khi họ vượt qua được cuộc kiểm tra năng lực hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang các ngân hàng này đã chứng minh được rằng họ có đủ vốn để chống chọi với những bất ổn kinh tế nghiêm trọng. Hồ sơ của JP Morgan Chase, hãng cho vay lớn nhất Mỹ cho biết đã quyết định tăng cổ tức lên 1,25 đô la Mỹ một cổ phiếu từ mức 1,15 đô la Mỹ. Hội đồng quản trị của JP Morgan cũng cho phép từ ngày 1 tháng 7 sẽ tiến hành đợt mua lại cổ phiếu mới trị giá 30 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Bank of America cũng thông báo cổ tức sẽ tăng lên 26 xu một cổ phiếu từ mức 24 xu. Cổ tức của Citigroup sẽ tăng lên 56 xu từ 53 xu. Cổ tức của Wells Fargo sẽ tăng 5 xu lên 40 xu. Của Goldman Sachs tăng lên 0,25 xu lên 3 đô la Mỹ. Còn của Morgan Stanley tăng 7,5 xu lên 92,5 xu. Ông Gian Moonberry, nhà quản lý danh mục đầu tư khách hàng tại Zack Investment Management nhận định, sau khi công bố mức cổ tức mới, các ngân hàng sẽ vẫn thận trọng về vốn vì vẫn còn sự không chắc chắn về đề xuất Basel. Basel là chuẩn mực quốc tế giúp các ngân hàng nâng cao quản trị rủi ro. Hiệp hội các nhà sản xuất dược phẩm sinh học Hàn Quốc hôm nay công bố dữ liệu cho thấy nửa đầu năm nay, xuất khẩu dược phẩm và công nghệ sinh học của nước này đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu dược phẩm và công nghệ sinh học Hàn Quốc đạt 4,5 nghìn tỷ won, tương đương với khoảng 3,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong báo cáo của mình, hiệp hội lưu ý rằng trong 6 tháng qua, ngành chỉ ký được 7 hợp đồng xuất khẩu, giảm so với con số của 12 hợp đồng của năm ngoái, nhưng giá trị của mỗi hợp đồng tăng mạnh, trong đó có 3 thỏa thuận lớn, mỗi thỏa thuận trị giá hơn 500 tỷ won. Cũng theo Hiệp hội, với tốc độ hiện tại, tổng doanh thu xuất khẩu dược phẩm và công nghệ sinh học của đất nước dự kiến sẽ đạt 8.000 tỷ quân trong năm nay. Thưa quý vị, phố quân xanh sàng vào đầu phiên hôm qua, tuy nhiên chốt lại phiên chuyển sang sắc đỏ. Thị trường biến động trong bối cảnh các nhà đầu tư hấp thu dữ liệu cho thấy lạm phát hàng tháng của Mỹ không thay đổi trong tháng 5, bên cạnh đó là tác động từ cuộc tranh luận trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI, S&P 500 và Nasdaq đều đạt mức cao kỷ lục trong đầu phiên giao dịch hôm qua, nhưng sau đó lại giảm điểm. Cụ thể, chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI giảm 0,22%, Dow Jones giảm 0,12%, S&P 500 giảm 0,41% và Nasdaq giảm 0,71%. Phố Wall đổi chiều vào thời điểm giới giao dịch phân tích dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố, theo đó cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCI hàng tháng của nước này không thay đổi trong tháng 5. Dữ liệu này đã thúc đẩy sự lạc quan của một số nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9. Bà Anna Prasbun, giám đốc đầu tư tại công ty tư vấn đầu tư Cibic ở Mỹ cho biết Dữ liệu PCE được công bố hôm nay chắc chắn là dữ liệu tốt 0% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước thì tăng 2,6%. Đó là tin vui cho những ai đang chờ đợi việc phép hạ lãi suất. Đồng tin với bà Anna, ông Giorgis Daco, nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn Isway Baanen ở Mỹ cho biết thêm. Lạm phát cơ bản vẫn đang hướng tới mục tiêu của Fed, điều này sẽ mở ra cơ hội cho việc nới lỏng hơn nữa từ Fed mà chúng tôi nghĩ là sẽ bắt đầu vào tháng 9 và có một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12. Cùng với BCE, các nhà đầu tư hôm qua cũng quan tâm tới cuộc tranh luận giữa đương kim tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trước cuộc bầu cử tháng 11. Theo Reuters, ông Biden đã có một màn trình diễn bất ổn và điều này khiến giới chuyên gia kinh tế lo ngại sự không chắc chắn trên chính trường sẽ dẫn tới một số rủi ro cho nền kinh tế. Chuyên gia Daco nhận định, Tôi nghĩ rằng sự không chắc chắn về cuộc bầu cử mà chúng ta sẽ thấy trong những tháng tới có thể góp phần vào sự chững lại của thị trường lao động cũng như chi tiêu của người tiêu dùng. Bà Anna Braspool cũng nhận thấy sự không chắc chắn, nhưng bà lạc quan hơn một chút, bà nói. Mặc dù không chắc chắn về cuộc bầu cử nhưng tôi đoán điều đó có thể có ít tác động lên thị trường. Trên thị trường hàng hóa, giá dầu diễn biến trái chiều trong phiên hôm qua. Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Middle WTI ở Mỹ giảm 20 xu, tương đương 0,24% xuống 81,54 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 2 xu lên 86,41 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng ổn định trong phiên hôm qua với giá vàng giao ngay ở mức 2.324,25 đô la Mỹ một ao còn giá vàng tương lai tăng 0,1% lên 2.339,6 đô la Mỹ một ao. Thưa quý vị, Nam Phi đang thực hiện cải cách hệ thống giao thông đường sắt để giải quyết những thách thức về hậu cần mà Transnet, công ty vận hành các cảng lớn của đất nước đang phải đối mặt. Những cải cách đó được cả giới đầu tư lẫn các nhà phân tích đánh giá cao, Họ cho rằng chỉ có làm như vậy, ngành vận tải đường sắt Nam Phi mới giữ được vị thế của mình. Để giúp Chandes giải quyết những thách thức về hậu cần, chính phủ Nam Phi đang nỗ lực đưa các nhà đầu tư tư nhân vào phát triển mạng lưới đường sắt, đồng thời mở rộng bản đồ logistics. Tập đoàn vận tải Jackson hiện hoạt động ở một số nước châu Phi đã sẵn sàng tham gia vào mạng lưới đường sắt dựa trên sự kết nối giữa chính phủ Nam Phi Chandes với bên thứ ba dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào đầu năm tới. Ông James Hawley, giám đốc điều hành CEO của Jackson, cho biết, Chúng tôi hy vọng chính sách cho phép bên thứ ba tham gia vào mạng lưới đường sắt quốc gia Nam Phi sẽ được hoàn thiện vào tháng 9 năm nay. Điều đó có nghĩa là sau tháng 9, chúng tôi sẽ có thể vận hành các chuyến tàu tư nhân ở Nam Phi. Nam Phi, nền kinh tế công nghiệp hóa nhất châu Phi, từng có mạng lưới đường sắt được xếp vào hàng đầu lục địa. Tuy nhiên, việc bảo trì kém và quản lý chưa hiệu quả đã khiến mạng lưới này xuống cấp ông manscon haswell giám đốc và là trưởng bộ phận giao thông vận tải châu phi của tổ chức noston Fulbright, có trụ sở chính ở anh cho biết hiện nam phi đang phải đối mặt với một tình huống trong đó nền kinh tế đang bị tổn hại do các vấn đề liên quan đến hoạt động cảng và hoạt động đường sắt nam phi đã chứng kiến một làn sóng những nhà đầu tư tư nhân tham gia kinh doanh và rất nhiều khoản trợ cấp của chính phủ được dành cho đường bộ trong khi thật ra nên đầu tư vào đường sắt Giới chức Nam Phi cho biết đích đến cuối cùng của kế hoạch cải cách hệ thống đường sắt là hiện đại hóa hệ thống, cải thiện tính khả dụng của các con tàu và tăng cường an ninh mạng. Từ góc độ của nhà kinh tế CEO của Jackson góp ý, có những công nghệ cực kỳ thú vị có thể được triển khai để bảo vệ hệ thống đường sắt, chống lại các hoạt động phá hoại và trộm cắp. Nhưng còn một điều nữa cần phải nhớ khi nói về đường sắt Nam Phi, đó là sự sụt giảm chi phí bảo trì trong thập kỷ vừa qua. Chuyên gia Haswell cũng cho rằng điều quan trọng là phải đầu tư đúng chỗ và được tiến hành khẩn trương. Ông phân tích, nếu Nam Phi không làm tốt thì những người hàng xóm sẽ ăn mất bữa trưa của chúng ta vì họ sẽ mang công việc rời khỏi các cảng Nam Phi. Nền kinh tế Nam Phi chủ yếu dựa vào hệ thống đường sắt chức năng. Các cải cách đường sắt được đề xuất nhằm tạo ra một mô hình cạnh tranh, giảm áp lực tài chính, lên mạng chuyển tiếp và phục hồi nền kinh tế quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng nai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại